Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với Thế Giới Bí Ẩn. Mình là Mỹ Uyên. Ronaldo đưa bao nhiêu tiền cho vợ mỗi tháng để đi chợ? Là một trong những người kiếm tiền giỏi nhất thế giới, nhưng Ronaldo lại khá chặt chẽ trong việc chi tiêu. Mỗi tháng, anh chỉ đưa một phần nhỏ lương của mình cho người yêu cai quản. Vậy số tiền đó là bao nhiêu? Cùng tìm hiểu trong video sau đây nhé! Nếu thấy video hay, hãy để lại cho chúng tôi một like, share và subscribe. Hẹn mọi người ở các video tiếp theo! Ronaldo đưa bao nhiêu tiền cho vợ mỗi tháng để đi chợ? Hơn 40% thu nhập của Ronaldo trong năm 2019 đến từ các hợp đồng quảng cáo với hãng đồng hồ Tag Heuer, dầu gội đầu Clear và đặc biệt là hãng thể thao Nike. Thậm chí CNBC còn cho rằng hợp đồng của Nike với CR7 sẽ tiếp tục kéo dài thêm nhiều năm sau khi Ronaldo giải nghệ và đem về cho anh khoảng 1 tỷ USD. Cầu thủ này có đến hàng trăm triệu lượt theo dõi trên các trang mạng xã hội. Hợp đồng 4 năm với câu lạc bộ Juventus đã đem về cho Ronaldo khoảng 138 triệu USD. Bên cạnh đó là vô số các khoản tiền thưởng, mặc dù sở hữu thu nhập khủng, nhưng mỗi tháng anh chỉ dành một phần tiền nhỏ cho bạn gái cai quản. Theo The Sun, Cristiano Ronaldo chỉ đưa cho Georgina Rodriguez khoảng 80.000 bảng, tương đương 2,4 tỷ đồng, tiền quán xuyến gia đình trong vòng một tháng. Số tiền này bao gồm tất cả mọi thứ chi phí điện nước, ăn uống và nuôi dưỡng 4 người con. 2,4 tỷ Việt Nam đồng là số tiền rất lớn đối với người dân Việt Nam, nhưng chỉ bằng một gốc cực nhỏ lương của Ronaldo. Kể từ khi gia nhập Juventus, CR7 vươn mình trở thành một trong những cầu thủ được hưởng mức đãi ngộ hậu hĩnh nhất, kiếm 28 triệu bảng trên một năm, tương đương với 846 tỷ Việt Nam đồng. Ngoài ra, số tiền Ronaldo kiếm được từ những bản hợp đồng tài trợ, doanh thu từ công ty riêng, nhiều không đếm xuể. Như vậy, Ronaldo có quá keo kiệt đối với người yêu của mình hay không? Hay tiền đạo người Bồ Đào Nha muốn một nửa định mệnh đời mình tránh khỏi lối sống xa hoa, tiêu xài hoang phí? Những câu hỏi này thật khó để tìm ra lời giải đáp. Nhưng điều quan trọng nhất là 80.000 bảng là quá đủ cho Georgina Rodriguez làm tròn bổn phận của người vợ. Cô là người mẹ hoàn hảo của 4 người con, giúp Ronaldo dạy dỗ chúng đến nơi đến chốn. Mối quan mẹ chồng và nàng dâu cũng êm đẹp vì Georgina chẳng bao giờ trễ nải. Chưa dừng lại ở đó, Georgina là người tự lập không cần phải dựa dẫm quá nhiều vào Ronaldo. Cô sở hữu tài khoản có hơn 16,5 triệu lượt theo dõi, dễ dàng kiếm được 6.600 bảng sau mỗi bài đăng. Cuối năm 2019, Georgina Rodriguez thậm chí còn tự thành lập nhãn hàng thời trang váy ngủ riêng. Số tiền cô tự tay kiếm được hiện dự tính cũng chẳng thua khoản hỗ trợ của Ronaldo. Anh từng chia sẻ, cô ấy giúp đỡ tôi rất nhiều. Tất nhiên, tôi rất yêu. Chúng tôi chắc chắn sẽ cưới nhau vào một ngày nào đó. Đó cũng là nguyện vọng của tôi. Tôi và Rodriguez rất hiểu nhau và có thể chia sẻ với nhau mọi thứ. Ronaldo được bạn gái tặng siêu xe. Georgina Rodriguez đã chuẩn bị món quà là một chiếc xe hơi Mercedes G-Wagon trị giá 93.000 bảng bằng chính tiền túi của mình trong ngày sinh nhật của Ronaldo. Người đẹp sinh năm 1994 cùng bạn bè tổ chức bữa tiệc sinh nhật ấm cúng dành cho bạn trai nổi tiếng. Trong đoạn video được đăng tải trên trang cá nhân, Georgina đã tự tay dẫn Ronaldo và cậu cả Ronaldo Junior đến với chiếc xe hơi màu đen trong sự chào đón của những người bạn thân thiết. Chúc mừng sinh nhật người đàn ông của đời em. Em hy vọng anh sẽ luôn dùng món quà này để chở tình yêu của chúng ta. Chân dài 26 tuổi chia sẻ. Đoạn video đã thu hút hơn 2 triệu lượt xem chỉ sau 1 giờ đăng tải. Qua trang cá nhân của Rodriguez, người hâm mộ bày tỏ sự ngưỡng mộ, đồng thời chúc cặp đôi này mãi mãi hạnh phúc. Ronaldo đang sở hữu bộ sưu tập những siêu xe đắt đỏ nhất thế giới, nhưng anh sẽ luôn trân trọng món quà được bạn gái tặng trong ngày sinh nhật lần thứ 35. Trong ngày sinh nhật của mình, Ronaldo vẫn duy trì thói quen tập luyện để giữ phong độ. Siêu sao người Bồ Đào Nha có phong độ ấn tượng trong năm 2020. Trong một cuộc phỏng vấn diễn ra cách đây không lâu, Ronaldo cho biết mục tiêu trong tương lai của anh là sinh 7 đứa con và giành 7 quả bóng vàng. Hiện tại cựu sao Rio đã có 4 người con và 5 lần bước lên nhận danh hiệu cầu thủ hay nhất thế giới do France Football bình chọn. Ronaldo và Georgina gặp nhau như thế nào? Năm 16 tuổi, Georgina chịu cú sốc đầu đời khi người mẹ Anna đột ngột qua đời. Bố Georgina, ông Jorge, bị trầm cảm nặng, sống tĩnh lặng nhiều năm trời và ngại giao tiếp với tất cả. Georgina phải bắt đầu cuộc sống tự lập kể từ đó. Cô học tiếng Anh, nhận công việc đầu tiên trong một cửa hàng Gucci. Từ cơ duyên này, Georgina may mắn gặp mặt siêu sao bóng đá Ronaldo. Ronaldo khiến tôi bị cuốn hút bởi chiều cao, thân hình và vẻ đẹp của anh ấy. Tôi run rẩy trước Ronaldo và bất chợt một tia sáng lóe lên. Georgina kể
kể lại trên Daily Mail, Ronaldo thừa nhận đang hẹn hò Georgina kể từ tháng 12 năm 2016. Trước đó, CR7 gây ôm ao sau vụ chia tay siêu mẫu Irina Shayk. Ronaldo vướng nhiều tin đồn về tình cảm sau khi đường ai nấy đi với Shayk. Một trong số đó là nghi vấn hẹn hò chàng trai đồng tính. Sự xuất hiện của Georgina làm sáng tỏ mọi thứ và đây cũng là lần đầu tiên CR7 công khai bạn gái sớm như vậy. Chỉ vài tháng sau, Ronaldo thông báo Georgina đang mang giọt máu của anh. Người mẹ của Ronaldo, bà Maria Dolores, gọi Georgina là con dâu tương lai vì cái duyên kỳ lạ cùng CR7. Bà giải thích, đứa bé trong bụng của Georgina là cháu nội tôi. Cô ấy cũng sẽ là con dâu của tôi. Georgina trầm tính nhưng đặc biệt tình cảm với bất kỳ ai. Rồi sẽ đến một ngày chúng ta nhìn lại và cần sự ổn định trong cuộc sống. Ronaldo có lẽ đã đến tuổi để suy nghĩ chuyện này. Nó cần mái ấm gia đình trước khi dừng sự nghiệp bóng đá. Bà Dolores trải lòng. Trong quá khứ, CR7 gặp vô số rắc rối về chuyện tình cảm, từ những cuộc tình một đêm, bắt cá hai tay, thậm chí là nghi vấn ăn bánh trả tiền. 3 năm qua, Ronaldo chỉ nhắc tới Georgina, chưa một lần kể xấu về cô bạn gái. Tiền đạo Juventus gọi Georgina là hình mẫu của người phụ nữ hoàn hảo trong chuyện tình cảm và biết cách chăm lo cuộc sống gia đình. Một người bố là đủ. Ronaldo từng nói điều này về các con của anh. Cậu cả Ronaldo Jr. ra đời năm 2010 sẽ vĩnh viễn không biết danh tính người mẹ. Cặp song sinh Evra và Metal xuất hiện trong cuộc đời Ronaldo bằng phương pháp mang thai hộ. Con gái Úc Alana Martina đã giúp Ronaldo nhận ra đâu là hạnh phúc thật sự của gia đình. Khoảnh khắc Ronaldo cùng con trai Ronaldo Jr. chụp ảnh bên Georgina và Martina trong bệnh viện từng nhận hàng triệu lượt chia sẻ trên mạng xã hội. Martina cũng là đứa trẻ duy nhất trong gia đình Ronaldo có danh tính rõ ràng của người mẹ. Đổi đời nhờ Ronaldo. Georgina từng gác lại giấc mơ trở thành người mẫu vì kinh tế eo hẹp. Trên danh tiếng bạn gái Ronaldo, sự nghiệp Georgina bất ngờ vụt sáng để nhận sự quan tâm từ nhiều nhãn hàng thời trang danh tiếng trên thế giới. Cô sở hữu trang Instagram gần 17 triệu lượt thích và mỗi bài đăng giúp Georgina thu về một khoản tiền kha khá từ ngôi làng Zaca ở vùng núi Tây Ban Nha. Georgina được sống trong căn biệt thự trị giá hơn 9 triệu USD tại Madrid sau khi Ronaldo gia nhập Juventus. Cả gia đình chuyển tới biệt thự ở Turi, rộng hơn 1.000m2, 100.000 USD chỉ là một trong số khoản tiền Ronaldo chi ra để Georgina phục vụ nhu cầu cá nhân. Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của Georgina là chăm sóc 4 con. Cô phải phân phối thời gian giữa công việc và gia đình vì tương lai của Ronaldo, Junior, Evra, Michel và Martina. Vì điều này, Georgina thỉnh thoảng xuất hiện ở sự kiện tầm cỡ. Nguồn thu nhập chính của cô là những bài đăng trên mạng xã hội. Ronaldo và Georgina có hơn 3 năm đồng hành cùng nhau. Georgina xuất hiện ở một trận đấu quan trọng trong sự nghiệp của Ronaldo. Từ chung kết Champions League, World Cup hay Nations League, Georgina luôn động viên và ủng hộ cho CR7 vượt qua cơn khủng hoảng. Mỗi khi Ronaldo có kỳ nghỉ ngắn hạn, điều anh ưu tiên hơn cả là trở về gia đình. Cùng Georgina và các con đi nghỉ mát, trong các sự kiện Georgina xuất hiện, Ronaldo không bỏ lỡ nếu không bận thi đấu. Điển hình như buổi trình diễn mới đây của Georgina tại lễ hội San Mero, Ronaldo có mặt để xem bạn gái thể hiện vũ đạo. Đã 3 năm kể từ lần đầu tiên Ronaldo và Georgina gặp nhau, đến nay chẳng có dấu hiệu nào cho thấy mối tình giữa bộ đôi trai tài gái sắc này đi xuống. Họ vẫn cùng nhau đi đến sự kiện lớn, cùng nhau đi tập gym, cùng nhau đăng những bức ảnh nồng thắm với những đứa con. Làm được điều này hẳn phải có bí quyết. Mới đây lần đầu tiên Georgina đã lên tiếng tiết lộ cách để làm cho Ronaldo chết mê chết mệt. Làm bạn gái của người nổi tiếng chẳng phải chuyện dễ dàng chút nào. Tình cảm của tôi dành cho Ronaldo lớn hơn bất cứ thứ gì. Cùng nhau, chúng tôi trở nên hoàn thiện hơn. Cả hai dành cho nhau sự thấu hiểu đến tận tâm can, Georgina chia sẻ. Nhưng trong tình yêu, cách quyến rũ một nửa của bạn cũng quan trọng không kém tình cảm. Tôi luôn mặc váy ngủ, nó làm tôi quyến rũ hơn. Bằng cách đó, tôi luôn gợi cảm trong mắt Ronaldo. Hãy thử cách đó và bạn sẽ làm người đàn ông của đời mình cảm thấy hạnh phúc. Sắc đẹp, sự tinh tế không phải là thứ duy nhất Georgina Rodriguez sở hữu. Cô không giống những người mẫu bánh bèo suốt ngày chỉ chăm chút cho bản thân. Ở Georgina, Ronaldo nhìn thấy hình bóng của một người vợ thực thụ. Bằng một cách thần kỳ nào đó, Georgina có thể vừa thoải mái theo đuổi sự nghiệp người mẫu, vừa chăm lo 4 người con của Ronaldo. Khi sắp xếp thời gian, tôi luôn dành sự ưu tiên nhất định cho gia đình. Họ luôn là tất cả đối với tôi. Chưa dừng lại ở đó, Georgina luôn xuất hiện mỗi khi Ronaldo cần một chỗ dựa tâm lý vững chắc. Năm ngoái khi vướng vào vụ kiện tụng liên quan đến cáo buộc hiếp dâm Katin Mayer, Georgina đã khiến siêu sao người Bồ Đào Nha phải cảm kích và cách ứng xử vô cùng thông minh. Khi bị tất cả nghi ngờ danh dự bản thân, tôi cảm thấy rất đau đớn. Ronaldo chia sẻ, nhưng rất may vào thời điểm đó, tôi vẫn còn một gia đình. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi có một người bạn gái thông minh và những đứa con hiểu chuyện.
Cứ như thế này, việc Georgina chính thức làm đám cưới với Ronaldo có lẽ chỉ là chuyện thời gian thôi. Báo chí Italy dự đoán cả hai có thể lên xe hoa vào hè năm nay. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên nhấn like, subscribe, bật chuông thông báo để luôn nhận được những video mới nhất đến từ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại!